Hello hello mọi người nha, chào mừng tất cả mọi người đã trở lại với kênh Top 1 Elan Đo Việt Nam của mình nhé. Có nhiều bạn hỏi mình rằng, nếu bị ép dừng ở đầu game, hoặc nói cách khác là không được ăn dừng ở một cánh, thì phải làm như thế nào? Thì đây, hôm nay mình sẽ trả lời mọi người bằng video này nhé. Trong trận đấu này, do có Nata và Temmy, bộ đôi cực kỳ khỏe ở đầu game, thế nên là không có lý do gì để tem bạn không qua chào hỏi con bùa xanh của mình cả. Và cái kết là mình bị mất bùa xanh trước sự chứng kiến của 5 thành viên mà không làm được gì. Cái đó là chưa có sự hỗ trợ của Na cờ rút đó nha. Nhưng mà không sao, dù gì thì Elan đo đầu game cũng không mất mana lắm. Thế nên là cũng không cần bùa xanh như những vị tướng khác. Còn giờ thì cùng mình lên nhạc và xem cái cách mình xử lý trận đấu khi cả đầu và giữa game mình không ăn được con bùa nào nha. Và cũng đừng quên rằng, cho mình xin một like cũng như một lượt chia sẻ đó nha. Đó là động lực vô cùng lớn. Để mỗi ngày mình đều ra video, clip cho các bạn cùng xem và học hỏi thêm cách đánh Elan đo từ mình nhé. Our middle lane tower is under attack.
sinh hơn. Ôi, đây thật sự yêu mến I feel my heart erase. Catch me if I fall.
Listen all night in the sheets all black. I said I'm falling fast, don't remember.